Trước khi xem video các bạn nhớ nhớ like cho tôi nha. 3, 2, 1. Chào em. Trai gì mà cô gái chán vậy? Mạnh mẽ dứt khoát lên anh. Anh rất chào em. Anh nhà ở đâu vậy? Nhà nghỉ em. Đố em biết tại sao con chó hay hỏi tại sao? Tại sao? Đó. Ủa anh thấy em đẹp nhất khi nào? Luôn đẹp hổ chàng. Anh, nhỏ kia nó kêu em mập như heo á. Nó dám nói gì hả? Con heo sao mập bằng em? Nếu em và người yêu cũ của anh á cùng rớt xuống nước thì anh cứu ai chứ? Anh đâu biết bơi. Ngại quá, em không có đẹp được như trên hình đâu. Em yên tâm đi, trong hình em đâu có đẹp đâu.